mọi người, lại một mùa Tết Nguyên Đán nữa sắp đến rồi đây. Các bạn đã cảm nhận được không khí xuân đang tràn ngập khắp mọi nơi hay chưa? Ở ngoài đường, người người nhà nhà đang tất bật sắm sửa cũng như mua sắm cho mình những vật trang trí để tân trang không gian của mình. Các bạn đừng nghĩ đi đâu xa, ở ngoài đường, những trung tâm thương mại lớn cũng như công ty lớn nhỏ đang chuẩn bị khoác lên cho mình những bộ áo rực rỡ để đón chào năm Canh Tý 2020. Và ngay tại bây giờ, Thanh Tuyền đang có mặt tại ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi để review thực tế quá trình thi công cũng như để giải đáp thắc mắc cho các bạn lý do vì sao hoa văn đề can là một trong những lựa chọn uy tín hàng đầu dành cho khách hàng. Và bây giờ hãy theo chân Thanh Tuyền nào, let's go. Sẽ không thể nào không nhắc đến hoa mai, hoa đào đúng không nào? Chúng mình đã thiết kế và bố trí hình ảnh cũng như màu sắc vô cùng hài hòa. Nào là sắc vàng rực rỡ của hoa mai, màu hồng trù phú của hoa đào. Ngoài ra còn có những câu chúc vô cùng ý nghĩa nữa nè. Năm Canh Tý thì chắc chắn sẽ không bỏ qua được hình tượng chú chuột đúng không nè? Các bạn hãy yên tâm nhé. Bên hoa văn đề can còn có nhiều những mẫu mã sáng tạo và rực rỡ đang chờ đón các bạn đấy. Em chào Tết, Tết ơi có biết không là em mệt lắm. Mỗi khi Tết đến ghé thăm trong việc không. Các bạn hãy yên tâm về mẫu mã cũng như chất lượng đến từ hoa văn đề can, đặc biệt với công nghệ in UV 2 mặt với chất liệu Uchaclip phim trong suốt, hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm cực kỳ thú vị và chân thật. Và ngoài ra, chất liệu phim này giúp phản lại các tia hồng ngoại cũng như giúp giảm nhiệt độ từ nguồn ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Đó là lý do tại sao người dùng có thể yên tâm về chất lượng cũng như sức khỏe mà hoa văn đề can ưu tiên đem đến cho người tiêu dùng. Hoa văn đề can không chỉ chú trọng về mẫu mã độc đáo, mà bên cạnh đó chúng mình muốn mang đến cho các bạn những giá trị thiết thực, mang đậm không khí Tết cổ truyền người Việt Nam mình. Đã theo dõi video của chúng mình. Và nếu như các bạn có những thắc mắc gì thì hãy liên hệ ngay đến số hotline cũng như địa chỉ email của Hoa Văn Đề Can để được tư vấn và giải đáp. Không quên chúc cho các bạn một năm mới, năm 2020 thật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.